Thái Bình là đi cùng Phụng, còn cái chỗ này là cái cồn rất là lớn. Nói sao? Không, bằng lớn hơn cái cồn tí. Cùng lao. Không không phải, hai chữ. Cùng lao. Cùng lao. Cái gì mà phải mình rồi. Rồi đúng rồi đây. Bốn chữ. Cùng lao Thái Sơn. Chính xác. Rồi, cái chỗ hồi nãy mưa mới vừa đưa cái cầu nãy đó. Cầu Mỹ Thuận. Cầu làm gì bà nội? Rồi. Mới tiếng Hán là gì? Điêu. Mới tiếng Hán là gì? Điêu. Rồi, một chữ. Rồi, một người mà ăn ở mà làm chậu. Thôi rồi.